Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Khương Vừa Con. Khương Vừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ là 7 giờ tối, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 2021. Đấy, bà con cô bác biết cái quần này của ai mà? Dạ, dễ thương. Quần của tà tửa. Dạ, đã, ướt mẹp à. Dạ, biết sao ướt không bà con chú vậy? Ngồi. Có nghĩa là tè trong quần. Lâu lắm rồi mới tè trong quần. Dạ, nhưng mà ông bà cái ông bà cô chú anh chị biết lý do làm sao không? Mê xem clip mà tới chừng mà mất mất toilet quá là đi không kịp. Cái kêu trai con muốn đi toilet, con muốn đi tiểu. Ừ, đi đi con. Dạ con đi luôn rồi. Đó, cho nên phải lau. Rồi ngày lau cho sạch sẽ rồi ngày mai mình sẽ phơi khô. Còn giờ đi ra kiếm bả. Đâu có để yên gì được. Phải cái chuyện này là mình đâu phải bỏ qua được, mình phải phanh phui cho mắc cỡ thì mai mốt mà sẽ không có tiện người khác ngồi ngồi không thả mà cô ngồi để đeo cái này, đeo cái này con gái nha. Ô, gái cưng cưng của trời, gái đang ăn gì vậy? Gái chào ông bà cô chú anh chị chưa? Đang bị chơi chứ. Chúc bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Chúc bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Hả? Bắt đầu là thấy có biến rồi sao nha. Đó, giả bộ học bài rồi ha. Đến chấm lãng lắm. Tà tửa ơi. Tà tửa. Tà tửa, cái quần này của ai tà tửa? Quần của bà. Dạ, không có ngậm tay. Dạ, quần của con. Quần của tà tửa sao ướt vậy? Tại con đi. Sao? Không có gì hết. Không có gì hết hả? Sao vậy? Sao quần của tà tửa ướt vậy đây? Ướt mà có mùi khai nữa. Là sao vậy? Tại sao? Tại hồi nãy cái này, tại hồi nãy làm cái gì con làm ướt á. Sao con làm ướt? Sao tập tửa làm ướt vậy? Hả? Xin lỗi gì? Tại sữa làm sao? Tại sữa đừng có bèn lẻn. Bữa nay mỗi bữa trà sữa nói chuyện nhiều lắm mà. Hả? Sao nay trà sữa mắc cỡ vậy hả? Hả? Sao vậy tập tửa? Sao? Tại sữa làm gì ướt cái quần vậy? Hả? Khai. Hả? Hả? Sao vậy? Sao? Sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tại sao con phải xin lỗi? Con làm gì mà con phải xin lỗi? Hả? Tao tưởng làm gì mà tao chữa phải xin lỗi? Hả? Con cuốn đi muốn nào mời cho chú. Cái gì? Cốm. Cốm hả? Cốm ngon không? Ngon hả? Giới thiệu cốm cho ông bà cô chú anh chị đi. Ai cũng biết tà tửa là chuyên gia đánh chống lãng đúng không? Đúng không? Mà ăn sữa. Hả? Đánh chống lãng phải không? Nè mình làm gì quần ướt vậy? Hả? Nãy này mình nói mình làm mình lo mình coi tivi mình làm cái quần ướt mà, nhưng mà là lý do vì sao quần ướt? Hả? Tại con làm ướt hôm bữa con ly nước nó bể xuống trong cái chập chân con đó. Vậy hả? Rồi con rồi, ly nước bể xuống rồi dập chân con rồi sao có quần ướt? Liệu hồi bữa con bưng cho mẹ ly nước uống xong cái rồi con nhỏ lúc lúc còn xong cái ngã bể chân con khóc luôn á. Khóc luôn hả? Rồi nhưng mà sao cái quần ướt hả? nè con ơi, nói cho nghe. Rồi nói cho bữa nghe con đi. làm ruộng nước xong cái con dập chân con á. Rồi nhưng mà sao cái quần ướt vậy? Sao vậy? Sao vậy tập tửa? Hả? Sao cái quần ướt? Nói cho nghe coi, nói ông bà con chú chị nghe sao cái quần ướt? Ông ơi chưa chứ con nói nghe nè. Hả? Năm năm. Sao? Con nói ông bà con chú chị nghe đi, làm sao? Cho lấy một con cái bút hả? Này con về con vẽ nữa hả? Không. Chứ con làm gì? Con đọc sách. Về tôi con chuyển qua đọc sách đây hả? Lấy cái gì á, còn đi con đựng bánh vô. À, để cho lại lấy dĩa nha. Rồi đựng mẹ bánh đọc vô lại, cho đi lấy dĩa. con vẽ Rồi, mẹ cho bỏ cái quần vô giặt luôn. Rồi con ở đó con nói chuyện với bà con chú nha. Mời cô chú. Mời cô chú.
Nhưng mà tại sao? Tại sao là cái quần bị ướt hả? Hả? Sao? Sao cái quần ướt vậy? Nói đi. Hả? Tại sao? Bé sửa bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bữa nay bé sửa bao nhiêu tuổi? Hả? Già lắm. Bữa nay bé sửa bao nhiêu tuổi? Bữa nay phải làm cho ra lẽ. Bữa nay bé sửa bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bé sửa ơi. Bé sửa bao nhiêu tuổi? Hả? Bé sửa bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Sửa nhiêu tuổi con? Hả? Sửa nhiêu tuổi? Hồi nó nghe nè. Có cách rồi. Hồi nó nghe nè, mốt mình có ví dụ mình có coi tivi á, không, mình mê quá mình mắc đi toilet quá mình phải đi toilet liền đúng không? Chứ mình không có đi toilet mà trong quần xong ướt cái chiếu mình ngủ đúng không? Đúng. À, giống như xe hồi nãy là sửa coi tivi hả? Đúng. Rồi sửa mắc toilet quá sửa không đi hả? Dạ đúng. À, rồi sửa đi chung quần luôn hả? Ừ. Ừ, ướt quần luôn hả? Rồi ướt cái chiếu luôn hả? Dạ. Khai gình luôn. Đúng không? Đúng không? Hả? Con xin lỗi. Con xin lỗi hả? Con xin lỗi ai? Dạ. Xin lỗi ai? Cha. Dạ cha, xin lỗi ai nữa? Xin lỗi mày đi chứ. À, mốt con không dậy nữa nha. Con không có mê coi tivi nữa không? Con ơi coi tivi tới mà con tè trong quần luôn ha. Thế là muốn đi về nhưng người phải nấu với người cha nữa. Ừ. Rồi mình đi. Ừ chứ đâu mình đi trong quần gì kỳ quá hả? Xấu xíu quá vậy. Rồi giờ đi đâu? Đi rửa tay. Dạ đi rửa tay. Đi lại đây cho mở nước cho rửa tay. Nước đây nè. Rửa đây nè. Không. Trời ơi, phải rửa trong đó đừng có xà bông. Xà bông. Ừ. Xà bông tính cắm. Ừ. Lát học online nữa nha. Giống như bị phận gì đó. Cái gì? Giống như bị phận gì đó. Là giống như gì? Giống như phận gì đó. Ờ. Rồi đừng có xả nước nhiều quá. Mẹ em biết cắm cho làm bớt gì. Bớt lại. Ờ. Rồi. Để ít thôi. Rồi sao xả sao? Mẹ. Rồi xả nè. Rồi rửa tay, rồi sửa tay sao? Hello. Ờ rửa tay sao đâu, chỉ cho các bạn coi, lát quay cái bài học rửa tay nha. Rồi cô. Con làm bong bóng lết lết. Thôi sửa nhanh lên, rửa nhanh lên. Rửa nhanh lên trai, cái chuyện nãy chưa xong đâu. Con đã thừa nhận rồi đó. Nè, rửa nhanh lên. Rồi rửa sạch lên. Rửa sạch xà bông. Rồi hồi giờ bọc thức ăn là ăn xà bông không? Rồi đi vô. Rồi. Rồi đi vô. Đi vô. Nhanh đi tập tửa ơi. Nhanh đi tập tửa ơi, cha đợi tập tửa vô nè. Vô. 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 À còn cái khăn chưa có giặt rửa nữa. Rồi. Rồi đứng đây khoanh tay xin lỗi cha. Dạ. Mốt con có đi tè trong quần vậy nữa không? Dạ không. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Con 3 tuổi rưỡi. Hai trai. Con 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi là lớn lắm rồi đúng không? Mà sao mình còn đi tè trong quần? Hả? Con rất xin lỗi. Hả? Rồi mấy bạn nhỏ tè trong quần thì sao? Dặn mấy bạn nhỏ rồi. Hả? Người sẽ bị người ta người lớn quýnh. Không, người lớn không quýnh đâu, người quýnh đâu nỡ quýnh nít đâu. Hả? À, con nói cho bạn nhỏ đi, nhiều khi bạn nhỏ cũng ghiền tivi giống con vậy đó. Hả? À, nói bạn nhỏ đi. Con mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Con mắc cỡ không? Dạ không. Không mắc cỡ hả? Không mắc cỡ hả? Thiệt không? Hả? Con mắc cỡ không? Cho quay lên có mắc cỡ không? Dạ không. Thiệt không? Vậy cho đăng clip lên nha. Đăng lên cho mặt của chú anh chị xem nha. Yeah. Ha, mắc cỡ không? Hả? Dạ mà không. Không mắc cỡ phải không? Đúng. Vậy cho đăng lên ha. Đăng lên cho mặt của chứ. Dạ con hả? Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Con mắc cỡ lắm hả? Con đi vẽ tranh. À, con mắc cỡ hả? Con mắc cỡ gì sao con đi tè trong quần? Con vô lớp con có tè trong quần không? Dạ không. Thiệt không? Dạ. Thiệt hả? Không.
Nhưng mà phải công nhận nha bà con cô bác, dạ trà sữa thì giờ lớn rồi không có, không có ít trà trong quần lắm. Đây con mê mê coi nhỏ cũng ít nữa. Bà đặc biệt nha, đặc biệt là đi đi cầu á là không bao giờ đi trong quần nha. Dạ cái này thì chia sẻ hơi tế nhị một xíu nha, nhưng mà thật sự cũng trà sữa mà mắc cái là trà sữa tự đi tự kêu hồi nhỏ dễ thương lắm. Chỉ có bây giờ là hai lớn rồi xong rồi hơi nhiều mê mê coi cái là mà, cái mắt mắt đi toilet rồi cái rồi là hô đi là cái đi tại chỗ luôn. Một lần nữa thì sao, nếu một lần nữa thì sữa phải là gom một mình chứ gói sữa đi phơi đúng không, sữa đi giặt đúng không? Đúng. Ừ rồi giặt 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 quần giặt áo đúng không? Quá trời quá đất rồi con đang vẽ chăm. Vậy cha có đăng clip này lên được không hả? Đăng clip này lên được không? Dạ được. Được không? Không mắc cỡ phải không hả? Dạ mắc. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ đăng lên rồi ông bà cô chú cười sao? Dạ à, không nói ông bà cô chú anh chị đừng có cười con đi. Ông bà cô chú đừng cười con nha. Tại sao không cười hả? Tại sao không cười? Ừ. Tại con còn nhỏ. Tại con còn nhỏ đó. Còn nhỏ xíu à, con còn xíu à, cho nên ông bà cô chú anh chị đừng cười con, chứ không phải con lớn đúng không? Cơm này ngon không ta? Con sủa. Này cái này là không gọi cho ăn, cái này để khi nào một cái bánh thôi à. Cho ăn đi. Không. Sữa cho ăn đi. Thì mốt chữa sữa có đi tè trong quần, cha không có quay lên nữa, cha giấu ha. Mốt cha giấu ha. Giấu ha. Mẹ biết rồi sao? Mẹ biết kìa. Hả? Hả? Mẹ biết thì con mẹ biết thì không biết mẹ. Không biết thì không biết mẹ là sao? Hả? Hả? Hả con gái con. Hả? Chuẩn bị học online rồi bà cô chú anh chị. Học online thì cô đưa bài tập về cho sữa để sữa làm. Dạ. Thì là mình quay clip lại rồi mình gửi cho cô để cô xem. Hôm nay sữa lên lớp mầm rồi. Đó. Mà thiệt sự là mà mấy bữa nào hôm nay cũng vừa với bà xã coi lại mấy clip mà lúc trà sữa đi học lớp nhà trẻ. Lúc đó em nói chuyện cũng chưa có rành nữa. Mà thấy tội nghiệp ghê luôn, thấy thương ghê mà đó là sao mà đưa nhỏ đi học cũng lúc đó cho đi học đại cho dạng. Cái thứ hai nữa là cũng đây là bức tranh của Cang. Vậy ở nhà giữ không ở nhà rồi đó cũng giữ làm bà xã đi làm. Nhà có ông bà mà nội ông bà ngoại giữ không xiết. Cho nên là phải gửi sữa đi học. Nhưng mà thiệt sự là sữa đi học thì cực khổ mấy ngày đầu à. Dạ mấy ngày đầu thì khóc tội nghiệp. Nhưng ngày đầu tiên đi học là vui vẻ lắm nha, tới lớp mới khóc. Mà lúc đó mình trời ơi mình đau lòng ghê, mình đi mình không muốn để cho con gái học luôn, muốn bắt về luôn á. Mà giờ thì cuối cùng học quen rồi, giờ con vừa bảo đảm bà con cô bác là giờ vô học lại. Giờ con vô học lại con có khóc không? Dạ không. Thiệt không? Con dạ, muốn đi học không? Hả? Dạ dạ có. Muốn đi học lắm hả? Mà đi học mình có khóc không? Dạ không. Mình có ngủ nướng không? Dạ không. Mình phải dậy sớm để làm gì nè? Để mình ăn cơm trưa. Dậy sớm ăn cơm trưa. Dậy sớm làm gì? Dậy sớm để mình rửa mặt rửa mày đánh răng rồi mình xỏ quần áo mình đi học. Không, cô giáo không có bàn chải. Không, mình dậy sớm ở nhà mình nè. Mình dậy sớm ở nhà mình nè. Đúng không? Khi nào ông mẹ hay là ông ngoại giúp mình xong cái mình hai đồ xong cái mình về nhà mình dán răng. Năm nay là sữa đi học chắc là trong lớp là sữa sẽ là thuộc cái dạng như là một bạn là lớn nhất lớp đó bà con cô bác. Dạ. Theo con vừa thấy cập nhật mà chiều cao với cân nặng của các bạn trong lớp hình như là các bạn đều nhỏ hơn sữa hơn. Thí dụ có chiều cao có bằng thì cân nặng cũng nhỏ hơn, hoặc là cân nặng là nặng hơn thì chiều cao lại thấp hơn. Nay tóc tay cũng được rồi nè ha, cũng đỡ rồi. Dạ, nhưng mà nhìn sữa tóc ít gì nhìn mắc cười không mà coi chú anh chị. Dạ nhìn nó không giống những đứa khác. Cái tóc mái còn xíu không. Đây là bức tranh của con nhìn đẹp không? Giờ cho nó phồng lên nè, cho nó phồng lên nè. Đẹp, con vẽ hả? Con vẽ bức tranh đẹp quá vậy.
Thôi lần này ra tha nha, lần này đi trèo trong quần cho tha ha, lần sau là bị đòn nha. Dạ biết. Biết không? Rồi xin lỗi Trang lần nữa đi. Dạ con xin lỗi chị. Xin lỗi ông bà cô chú luôn. Dạ con xin lỗi ông bà chị chú. Nhìn vô nhìn nhung kính xin lỗi ông bà cô chú. Dạ con xin lỗi ông bà chị chú. Ừ, mốt con không dám gì nữa. Mốt con không dám gì nữa. Ừ, còn giờ con học bài nha. Rồi chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú anh chị nè. Chào. Chào bài học nè. Chào ông bà cô chú anh chị, chúc bà cô chú nhiều sức khỏe nè. Nghe không? Chào. Chào bà cô chú. Dạ, gia đình nhỏ của Hương Dừa xin kính chào quý bà cô chú anh chị, chúc quý bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt.